là cùng nhau đi lên. Xét thứ hai, nói chung là ca sĩ này hát nữa, nhưng các bạn là bạn cũng đẹp, thơm, đẹp. Nhưng mà giọng hát của bạn thì có bèo, nhưng mà bạn thể tiếp được. Với điều kiện là tối nay đi với tôi. Nát. Anh quá nhăn cuội. Anh quá nhăn cuội. Có tính xin black xin xin, mà tôi không có gì để nói. Thế anh có đồng ý cho vào không? Yes or no? Em đồng ý với con không? Tôi đồng ý, em đồng ý với con. Tiếp theo là đạo diễn Lê Hoàng. Tôi thích em. Em nào? Và cuối cùng là diễn xuất của ca sĩ Lê Hiếu. Tôi thích em. Xin chúc mừng bạn đã có 3 thằng thích. Quốc luôn. Ôi cái đẹp. Đây thành bạn. Đây rồi. Một, hai, ba. Má, má nó bự. Đó, để anh đi mày đâu? Chưa làm gì mà đâu. Anh trai nhân vật chính trả lời. Anh làm việc đi anh. Giờ các bạn hỏi tôi trả lời cho. Giờ tôi không hiểu em tôi đang làm gì cả. Anh là phụ huynh của thằng anh nó ba nó cấp ba không bao giờ được ngồi như vậy. Không, anh nó có ngồi mà toàn ngồi với Hiếu không à. Cấp ba chưa? Cấp ba chưa? Micro. Anh nó anh lo chết đèn đi coi. Anh đúng rồi. Đi coi. Cháu hỏi luôn, cháu báo. Giờ hỏi em đi. Giờ mày nói đi. Ủa mấy hồi các anh chị mày đi chơi lên dưới. Xuống. Mày đang làm cái gì? Là tâm sự. Không chơi. Không chơi mẹ lý cũng không chơi. Không chơi. Phan mày đi chuyển. Không. Chị Vân à? Chị vào đây. Chị vào đây. Chị làm phóng viên nhanh lên vào phỏng vấn này nó. Tình yêu học đường. Hai em cái sao tình học đường? Hai đứa là cầm mẹ cái mồm này. Cầm mẹ mồm này. Cầm. Tại hai đứa là qua qua những giai đoạn nào? Trao đổi đi rồi, trao đổi. Đến bước cắn móng tay nhau. Cắn móng tay nhau chưa? Chuyển qua em kia cho tao cái. Rồi. Chuyển qua. Anh em có một lần em.
Ở đây không có phụ huynh nè, cứ tung cứ thoải mái thôi em. Clip này được lưu hành nội bộ. Em tên gì? Em tên gì? Đừng nói kệ đi. Tại nó. Tại nó. Em út mà. Láo rồi. Em út. Em tên gì? Em tên Mỹ. USA. Chào Mỹ. Anh là Hùng. Hùng ấy là Hùng. Hùng ấy là Hùng. Giới thiệu từng người. Anh là Hùng rồi. Cứu. Hôm nay em có thấy vui không? Ngay tại đây, ngay em lúc này. Sao buổi tối cắm trại ngày hôm nay? Có vui không? Tại sao em thấy anh không chào? Hát đi, hát đi. Anh là dưa leo rồi. Anh ghẻ. Anh ghẻ. Mày muốn cười em thì anh thì em phải cười anh trước rồi không? Cơ đổ thằng anh trước. Thật ra đấy. Tay. Đâu ai? Em muốn đánh. Xong chưa? Em hỏi bạn này. Giờ Minh Quyền. Phỏng vấn em xong chưa? Rồi bây giờ mày nói thì mày chưa trả lời. Thôi về đừng chọc em. Đêm dài lắm mộng tỉnh dậy. Mình nhìn trái nhìn phải không thấy bóng ai. Sao dòng nhắn nhạc anh cứ ngủ đi em. Cô ơi cô cứu em. Cô cứu rồi. Trời ơi mày đừng có gọi cô Hòa lại. Mày đừng có gọi cô Hòa lại. Mày chết đâu con này. Gọi lại em chết đấy con. Cô ơi cô. Cô Hòa. Cô, nó cầu cứu cô kìa, cô ra cô cứu nó phát. Cô kệ nó đi. Đó, cô kệ mẹ về rồi, xong, phim. Cô ơi, người đàn bà nó không có cầu. Bây giờ chỉ có chúng anh thôi. Giờ mày nói đi. Mày căng rồi. Căng thật, căng thật đấy. Mày có nghiêm túc không? Nghiêm túc không? Vương mặt không cười. Anh đề nghị mày nhớ câu đấy sau này thằng Quyền nó mặc quen con nào ấy. Mày chỉ cần hỏi câu đấy nó nhịn ăn cả ngày luôn. Mày vương mặt không cười ơi. Tóc mày dài hả mày? Tóc mày dài còn quanh nữa. Mày mày là mày chết rồi đấy. Chú đừng có thể hiện anh đấy. Nó không phải thể anh nó ghen. Tất cả 3 năm cấp 3 nó có bao giờ nghĩ được cái cảnh nó ngồi như thế nào cô? Bây giờ em được ngồi cái đá như thế này không? Nhục nhã. Tại vì em không ngồi. Có cô. Tại vì em không kể tên nó luôn đấy. Nhưng mà kể ra là nhục thôi. Bây giờ em nói cô chứ em không bao giờ được ngồi cái đá như này luôn không? 3 năm cấp 3. Trường em làm gì có cái đá gì đó. Ý chén. Cái đá nhưng mà bụi cây không à. Đâu mà cái đá không. Nếu đi chung mẹ. Hiếu ngồi với Quyền. Hiếu ngồi cạnh Quyền chứ đâu. Nó không ngồi với gái thì nó toàn ngồi với Hiếu đó. Tại phải cái bụi cây. Bây giờ tốt chụp tâm đường khoảng 10 tấm nữa xong mình tách mình ra chứ để hai đứa tâm sự đúng không? 10 tấm rồi. Chẳng biết hiểu ý được hả? Đó, tâm sự nghĩa là giải quyết mọi chuyện đi, chụp cho nó 10 tấm nữa. Thôi, chết mẹ thấy anh rể không hổ. Không thì ngày mai hai đứa mời anh ăn. Cô có thấy thằng anh rể nào kêu là phải cưa được, muốn cưa thằng em phải cưa được thằng anh không? Khốn nạn bỏ mẹ luôn. Muốn cưa thằng em phải cưa thằng anh. Đó. Giỏi. Giỏi qua cái cửa ải. Đúng rồi, cửa ải. Nhưng mà bây giờ em Quyền cưa mẹ này thì sao? Hả? Hỏi nó có chị không? Hỏi nó có chị không? Em có chị không? Em có chị không? Chị em gì đó? Em mới được cưa. Mày có chị không? Khốn cổ nạn đằng nào gọi Quyền là anh. xin lỗi, đéo có sự liên quan nào luôn. Ghép mặt vào coi. Đưa mặt vào coi. Ghép mặt khớp lại chắc được 3%. Đúng nhau để chi hai đứa. Khổ. Để sinh đôi đi. Đưa mặt vào coi. Mất chi phải để hai lần. Tao nói mày nói ít thôi. Không có ai về trường nó đập mày chết. Ô. Cảm nghĩ thế nào khi bị khi bị cô Hòa lật vào mặt tôi, cô Hòa lật tôi cứ tưởng cô Hòa là phép tôi cơ nhưng mà tôi không ngờ không phải đâu mày còn mày